Hello, xin kính chào các anh em đồng lão, các bố láo, đồng niên và các thanh niên ế vợ. Hôm nay mình sẽ tiếp tục chương trình hỗ trợ cho anh em về cái giao dịch chơi coin bằng P2P. Thực ra là mình đã định lên video từ hôm qua nhưng mà lỡ làm mấy chén rượu vào nó say bèm cả ngày, cho nên hôm nay mình mới lên video cho anh em được. Ok. Thì hôm trước mình đã có giới thiệu cho anh em về cái việc đấy là chơi coin, tức là mình căn vào lúc nào nó xuống giá thì mình mua vào và lên giá thì mình bán ra để chốt lãi. Đấy, như lúc sáng mình có mua một ít đồng bên ETH với lại Bitcoin và chốt ra lãi cũng được hơn hơn 200.000, được chưa? Ok, thì đấy là cái việc chơi coin ở trên này thì nó cũng có nhiều rủi ro nhé. Đại loại là đầu tư thì nó sẽ luôn có rủi ro. Đấy, cũng có lúc giá nó lên, cũng có lúc giá nó xuống. Thì những cái đồng nào nên mua, những đồng nào không nên mua thì sắp tới mình sẽ lên các video tiếp để hỗ trợ thêm về cái kiến thức, về kinh nghiệm của mình trong cái việc chơi coin. Ok, thì anh em nhớ sub kênh, bật thông báo để nhận các video mới nhất của mình nhé. Ok, hôm nay mình sẽ nói sâu vào cái chương trình đấy là P2P. P2P này thì đa số các sàn đều có nhé. Tuy nhiên thì ở trên thằng VNDC này ấy, thì nó chỉ có hỗ trợ cho một số đồng thôi. Đấy, anh em ở ngoài trang chủ anh em bấm vào cái hai cái bắt tay này. Đấy, và vào đây thì nó có cái nút nhỏ nhỏ trên cùng này, anh em nhìn không kỹ thì không thấy đâu. Anh em kích thẳng vào đây. Đây là các loại đồng nó cho phép giao dịch P2P. Mình nói qua một chút về P2P này. P2P có nghĩa là nó tạo ra một cái môi trường để cho người dùng tự bán tự mua cho nhau, được chưa? Tức là ví dụ tôi có cái đồng USDT và tôi muốn bán ra, nếu mà bán trực tiếp cho VNDC, tức là quy đổi này, tức là quy đổi trực tiếp cho VNDC thì thường là giá nó không được tốt. Thường là giá cái phí chênh lệch của nó đây, quy đổi đây. Nếu mua vào và bán ra thông qua ở đây ấy, thì nó sẽ không được tốt, giá nó không được tốt cho lắm. Đây, USDT. Đây, giá mua vào bây giờ đang là 23.607 đồng, đúng không ạ? Và giá mua ra bán ra của nó là 23.486 đồng. Đấy, sự chênh lệch của nó khá là cao. 6486 cho đến 607 là nó chênh nhau gần 150 đồng, gần 150 đồng đúng không? Hơn chứ, hơn 150 đồng. Đấy, thì chính vì như thế nó sản sinh ra cái thằng P2P này, nó rất tiện lợi. Khi mà anh em giờ ví dụ bây giờ muốn mua vào thì anh em mua qua đây thì giá chỉ còn có 23.547 đồng. Các bạn hiểu không nhỉ? Đấy, thì ví dụ mình mua thẳng trực tiếp bên thằng VNDC thì bây giờ đang là 23.607 đúng không? Còn mua qua P2P tức là người dùng bán cho nhau ấy, bán và mua cho nhau thì giá nó tốt hơn rất nhiều. Đấy. Nó rẻ hơn được 607 và 547 là nó rẻ hơn được khoảng 60 đồng ấy. Đấy, nó rẻ hơn được khoảng 60 đồng đấy các bạn ạ. Đấy, thì mua bán như thế này thì nếu mà ông này ông không bán qua đây mà ông cắt lỗ mà ông bán trực tiếp cho VNDC ấy thì nó lại phải chịu cái mức giá là 400 mấy đấy nhỉ. Đây, thì cái ông này lại bị chịu lỗ nhiều hơn. Đấy, quy đổi đây. USDT. Nếu mà ông đấy không bán ở trên qua P2P mà ông ấy bán thì đây được chỉ được có 488. Nếu quy đổi trực tiếp ở đây thì chỉ được có 488 thôi. Đấy, 488 trong khi bán lên trên này thì nó ở nằm ở cái mốc mốc giá gọi là có lợi cho người bán và cũng có lợi cho người mua hơn rất nhiều đúng không ạ? P2P ấy. Đấy, 547, 488 và 547 nói chung là nó thường là nó nằm ở giữa cái khúc của bán và mua ở bên chênh lệch giá ở bên VNDC thì người mua luôn luôn mua được cái giá tốt hơn và người bán cũng sẽ bán được cái giá tốt hơn. Đấy là cái góc độ của cái thằng P2P này. Nó hỗ trợ rất nhiều thứ rất hay. Tuy nhiên có một loại đồng đấy là BTC thì mình khuyên là anh em nên cân nhắc bởi vì thường thì BTC bên này nó P2P nó bán luôn luôn cao hơn so với cái giá hiện tại ở trên biểu đồ. Đấy. Đại loại anh em trước khi mua đồng nào anh em phải kiểm tra xem. Ví dụ nha, BTC bây giờ bên P2P nó đang bán rẻ nhất là 930 triệu, đúng không? Thì anh em lại phải quay sang anh em kiểm tra xem là bên này, bên thị trường thực cái này, nó đang là bao nhiêu. Đấy, bên này có 907 thì tội gì phải mua ở bên P2P đúng không? Mà mình nên mua ở trực tiếp ở đây luôn, đúng không? Đấy, quy đổi này. Đây, BTC này. Đấy, có 907 triệu. Thì tội gì mà mình lại sang P2P mình mua đúng không? Đại loại cái này anh em phải kiểm tra xem là bên nào mua mua ở bên nào giá nó tốt hơn. Tuy nhiên thì mình thấy là chỉ có cái đồng BTC này và cái đồng ETH này là thường là nó đẩy giá cao hơn thôi. Bên P2P này nó bán giá cao hơn thôi. Còn thực ra thì cái này là người ta chốt lãi, kiểu gọi là mua vào bán ra chốt lãi nên người ta mới đăng giá cao như thế này. Còn USDT thì lúc nào các bạn cũng mua được cái giá rẻ nhất. Đấy, vừa 548 giờ có người bán phá giá lại xuống còn 547 này, đúng không? 23547. Ok. Đấy thì bây giờ mua vào thì anh em quyết định mua đồng nào thì anh em mua thôi. Tuy nhiên ấy, mình khuyên anh em nếu mà ai mà chơi USDT ấy, thì các bạn cứ căn căn bởi vì là thường ấy trong trong một một tuần hoặc chậm nhất là 2 tuần kiểu gì cũng cũng có một ngày nào đó có cái đồng USDT này nó xuống tầm
23.550 đồng tầm đấy, tức là ở bên biểu đồ ấy. Thì lúc đấy ở bên này người ta bán chỉ rơi vào khoảng độ 23.360 đồng đến 23.380 đồng tầm đấy, và mình thỉnh thoảng mình lại mua được cái giá đó, đúng không? 23.380 đồng tầm đấy là mua được ở bên PHP này, được chưa? Thì lúc đấy là bên giá biểu đồ nó rơi vào khoảng 23.450 đồng tầm đấy. Đấy thì các bạn mua vào ở cái mức này, thì mua từ 100 đô trở lên thì đồng USDT này vẫn được trả lãi hàng ngày nhé. Đây các bạn vào Sucking Daily này. Đồng USDT thì nó gần như là nếu mà mua được như mua theo chiến thuật của mình chắc chắn không bao giờ các bạn lỗ. Đây USDT đây. Đấy. Lãi là bằng VNDC luôn, bằng bên VNDC luôn, 0.0165% một ngày từ 100 USDT trở lên, được chưa? Thì nếu các bạn mua đúng cái giá mà mình bảo là tầm 23.300, cứ đầu 3 23.300, tầm như mình mua giá tốt nhất đợt vừa rồi đây là được 23.380 đồng. Mức đấy, được chưa? Nếu các bạn mua được mức đấy thì kiểu gì kiểu trong tuần đấy cũng có ngày các bạn có thể chốt lãi được. Bởi vì cái đồng USDT này kiểu gì thì kiểu cái đáy của nó trong thời gian hiện tại nhá, còn sau Tết ra Tết các thứ thì mình chưa biết nhá. Còn trong cái thời gian hiện tại ấy, cái đáy của nó thường thấp nhất là 23.450. 23.000 đây, 23.000 đây là thấp nhất này. 23.429 là thấp nhất này. Đấy là cái đáy trong cái thời gian hiện tại nhá. Còn cao nhất của nó thường nó lên tận 23.900 này cơ mà. Đấy, được chưa? Nhưng các bạn chỉ cần đợi nó lên khoảng độ tầm 23.800 thôi là các bạn bán ra, các bạn đã có lãi rồi, nó chênh nhau là 500 đồng là các bạn bán ra, trừ phí chênh lệch này nọ các bạn cũng phải lãi được khoảng 200 đồng trên 1 USDT, đúng không ạ? Đấy, thì nếu các bạn gọi là cái này thì nó không được lãi bao nhiêu, mình nói luôn là như thế. Nhưng so với cái việc mà các bạn gửi lãi ngày ở trên VNDC ấy, các bạn để im trong VNDC để các bạn ăn lãi hàng ngày ấy, thì việc đầu tư vào USDT này nó vừa chắc chắn an toàn, chắc chắn an toàn nếu mua theo cái mốc của mình. Và thứ hai nữa là chắc chắn là cái mức lãi của nó cũng sẽ cao hơn rất nhiều so với việc là để tiền im, để tiền chết ở trong cái VNDC như thế, được chưa? 200 đồng mà ví dụ các bạn bỏ ra 100 đô đi. Các bạn mua vào 100 đô mà 200 đồng lãi 1 USD là được 200 đồng, 200 đồng nhân cho 100 kia là được 20.000, đúng không? Đấy. Mà các bạn nếu mà gửi 100 USDT nó tương đương khoảng 2,5 triệu. 2 triệu rưỡi thì các bạn chỉ được khoảng tầm 800 đồng, hình như thế, 800 đồng, 600 đến 800 đồng một ngày gửi lãi, đúng không? Thì các bạn mua USDT thì nó lên như vậy thì các bạn cũng phải rô ra được 20.000, đúng không? Đấy là còn 100 USDT, tức là cái số tiền cũng tương đối nhỏ đấy. Thì nếu mà các bạn mà gửi lãi thì chả biết đến bao giờ các bạn mới được cái mức lãi là 20.000 đấy cả, đúng không? Đấy thì tội gì mà sao các bạn lại không P2P để giao dịch và đầu tư, đúng không ạ? Thì vào đây mua thì các bạn cũng vào đây và xem thằng nào rẻ thì bấm các bạn mua thôi. Cái này quan trọng nhất là phải căn giá, còn cái thao tác mua thì nó rất đơn giản. Đây các bạn bấm vào mua này. Chọn số USDT mà các bạn muốn mua này, ví dụ 100 này. 100 USDT này, tổng giá phí giao dịch như thế nào ở đây có hết này. Được chưa? Phí giao dịch ở đây P2P thì nó mất phí giao dịch nữa nhá. Sau đây các bạn bấm mua là xong thôi. Nó không có gì khó khăn cả. Còn nếu các bạn sau này các bạn muốn bán qua PHP thì các bạn vào đây các bạn bấm vào nút cộng này, không cần phải chuyển sang tôi muốn bán đâu. Các bạn chỉ cần bấm vào nút cộng này. Đấy, bấm vào bán này hoặc mua này. À, ví dụ bán chẳng hạn. Đấy, bán các bạn bán đồng nào này, các bạn chọn ở đây này, ví dụ BTC chẳng hạn, bán bao nhiêu tiền này, bao nhiêu tài sản này. Đấy, ví dụ 2 BTC, ví dụ đấy giá cố định hoặc giá thả nổi thì theo mình các bạn nên bán theo giá cố định. Giá thả nổi thì nó sẽ gọi là lên xuống cùng với cái biểu đồ, được chưa? Và các bạn không thường thì không bán được với cái giá tốt nhất. Nói thật nếu mà để giá thả nổi lên xuống theo biểu đồ thì tôi nói thật luôn là sang bên kia mua trực tiếp của VNDC, tội gì mà phải đi sang P2P mua của các bạn làm gì, đúng không? Đấy. USDT. Ví dụ như thế đi. VIDB mình đang đấy, các bạn bán giá quy đổi là bao nhiêu? Ví dụ là cái này USDT đúng không? Mình mua vào rồi và sau đấy mình bán ra và mình muốn chốt lãi ở cái mốc là 23.700 đồng. Nếu mà các bạn mà bán trực tiếp cho cái thằng VNDC ấy thì nếu mà nó lên được 23.800 thì các bạn phải trừ đi 150 đồng thì lúc đấy quy đổi sang các bạn chỉ được là 23.650 đồng. Thay vì đó các bạn bán qua PHP thì nó sẽ được giá cao hơn. Đấy là 23.700 chẳng hạn, là nó lãi thêm khoảng 50 đồng. Thì mốc này nó cũng phù hợp hợp lý. Đấy thì các bạn lại kiếm thêm được tí nữa, đúng không? Mua vào 23.300, cứ cho là 23.380 đồng đi, 23.400. Nếu mà bán ở cái mốc này thì các bạn sẽ lãi được 300 đồng, 300 đồng cho một đồng USDT. Và các bạn mua vào 100 đồng thì lãi của các bạn sẽ được khoảng 30.000. Đấy. Còn cái đồng USDT này thì gần như là cái biên độ dao động của nó chỉ nằm ở mức đấy thôi.
Và tạm thời trong thời gian này thì nó chỉ nằm ở trong mức đấy thôi, nó không thay đổi nhiều được, được chưa? Và chắc chắn là sẽ có lãi, nhưng lãi của nó thì lại được ít. Còn muốn mà giàu nhanh thì chỉ có những cái đồng coin khác thôi. Đấy, thì những cái đồng coin khác, những đồng nào nên mua, những đồng nào nên mua ở thời điểm nào, thì sang tuần mình sẽ liên tục lên các video hỗ trợ cho anh em thêm nhiều cái loại đồng khác nhau. Và có những một số đồng là anh em không nên mua. Đấy, bởi vì là mua vào chỉ có chết. Thì mình sẽ cũng sẽ lên video cảnh báo luôn cho anh em. Ok, xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo.